Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Ukraine cho biết đã dùng bom lượng có độ chính xác cao của Mỹ để tấn công tỉnh Kursk của Nga và chiếm lại một số lãnh thổ ở Kharkiv, miền đông Ukraine, nơi bị Nga tấn công từ mùa xuân. Chỉ huy không quân Ukraine Trung tướng Mykola Olechus đã đăng một video cho thấy một căn cứ của Nga ở Kursk bị Ukraine tấn công. Ông cho biết cuộc tấn công bằng bơm GBU-39 do Mỹ cung cấp đã gây ra thương vong cho Nga và phá hủy thiết bị. Video cho thấy nhiều vụ nổ và khói bốc lên tại địa điểm này. Nhiều đồng minh quốc tế phản đối Ukraine sử dụng vũ khí được tài trợ cho bất kỳ mục đích nào ngoài phòng thủ. Tuy nhiên, Kiev lập luận rằng cuộc tấn công vào Kursk về cơ bản là phòng thủ và nhằm tạo ra vùng đệm để giảm đà tấn công trên bộ của Nga. Tuy nhiên, giới chức Mỹ ủng hộ việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm ngắn hơn do bơm lượng trong các cuộc tấn công xuyên biên giới. Cho đến nay, Mỹ chỉ giới hạn Ukraine dùng tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Philippines sáng nay cáo buộc Trung Quốc đã bắn pháo sáng vào một máy bay của nước này khi đang tuần tra trên Biển Đông trong tháng này. Tuyên bố của lực lượng đặc nhiệm Philippines nêu rằng, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động vô trách nhiệm và nguy hiểm vào ngày 19 tháng 8, khi máy bay của Cục Thủy sản và Tài nguyên biển Philippines đang thực hiện chuyến bay giám sát vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Tuyên bố nêu thêm rằng hành vi quấy rối của Trung Quốc bao gồm nhiều lần bắn pháo sáng ở khoảng cách nguy hiểm gần khoảng 15 m so với máy bay BFAR friends Caravan. Philippines cho biết máy bay BFAR là máy bay Cessna dân dụng. Trước đó vào hôm qua, Bộ ngoại giao Trung Quốc cáo buộc hai máy bay quân sự Philippines đã bay vào không phận nước này. Bắc Kinh nói rằng đã thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết theo luật pháp để bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này. Hôm nay Hàn Quốc và Trung Quốc kỷ niệm 32 năm quan hệ ngoại giao. Kỷ niệm sự kiện này, Bắc Kinh khẳng định muốn tăng cường quan hệ với Seoul hơn nữa. Trong tuyên bố hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã nhấn mạnh mục tiêu của Bắc Kinh là làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Seoul bằng cách tôn trọng các thỏa thuận quan trọng do các nhà lãnh đạo của hai nước đưa ra và duy trì ý định ban đầu về quan hệ hữu nghị. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương. Kể từ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 vừa qua giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, các sự kiện bị tạm dừng do COVID-19 đã được nối lại phản ánh sự phục hồi tích cực trong mối quan hệ trung hàng. Ứng viên tổng thống độc lập của đảng Cộng hòa Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr., cháu trai của cố tổng thống John F. Kennedy, đã chính thức rút khỏi chiến dịch tranh cử và tuyên bố ủng hộ ứng viên chính của đảng này, Donald Trump. Hợp báo ở bang Arizona, ông Kennedy cho biết sự hiện diện của ông trong cuộc đua sẽ gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Do đó, ông sẽ rút lại tư cách ứng viên độc lập. Trong thâm tâm, tôi không tin mình có thể chiến thắng, vì vậy tôi không thể yêu cầu nhân viên và các tình nguyện viên tiếp tục làm việc Họ yêu cầu các nhà tài trợ tiếp tục đóng góp. Ông Trump đã cảm ơn thông điệp ủng hộ của ông Kennedy. Chúng ta vừa nhận được sự ủng hộ rất tuyệt vời từ Kennedy. Điều này thật tuyệt. Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ dành cho ông Kennedy một vị trí trong chính quyền của mình nếu ông tái đắc cử. Iran hôm qua cho biết lực lượng chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 14 phần tử khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Những đối tượng này nhập cảnh bất hợp pháp vào Iran để thực hiện các hoạt động khủng bố. Chúng thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan, một nhóm của IS hoạt động ở khu vực Nam Trung Á, chủ yếu là Afghanistan và Pakistan. Thưa quý vị, ngọn núi lửa gần thị trấn Green David, Tây Nam Ireland tiếp tục phun trào lần thứ sáu trong 8 tháng qua. Trong khi cư dân địa phương phải sơ tán thì du khách lại đổ đến để chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ thú này. Phần lớn người dân Jean David đã sơ tán từ tháng 12 năm ngoái sau khi núi lửa hoạt động trở lại sau 800 năm, nhưng điều này không ngăn được du khách nước ngoài. Khi đến gần, chúng tôi nhận ra đó là núi lửa phun trào. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trong đời. Bạn tôi ở Iceland bảo rằng có một vụ phun trào núi lửa và chúng tôi quyết định nhanh chóng đến đây để xem. Chính quyền địa phương cho biết vụ phun trào chỉ ảnh hưởng đến các tuyến đường bị đóng cửa trong khu vực, nhưng không đe dọa đến cuộc sống của người dân do dung nham không hướng đến Trinh David. Cơ quan khí tượng Iceland dự báo lần phun trào này có thể đã đạt đến đỉnh điểm và sẽ bắt đầu lắng xuống. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới cập nhật 15 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!